Xin chào các bạn đã quay trở lại với FPT Soft Channel. Acer VX5-591G52EZ hay còn gọi là S5-VX15 là dòng sản phẩm mới được ra mắt và mở bán vào đầu năm 2017 này. Không chỉ được trang bị cấu hình mới nhất từ Intel và NVIDIA, máy còn sở hữu một thiết kế mới đầy mạnh mẽ và hầm hố. Được hoàn thiện từ nhựa polycarbonate nhưng mà VX15 vẫn gây ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế lục giác hầm hố mạnh mẽ. Nổi bật là hai hốc tản nhiệt được làm nổi bật với màu đỏ trông giống những cụm đèn của những chiếc siêu xe. Và đây là những thiết kế mà chúng ta thường thấy trên những chiếc laptop gaming cao cấp mà thôi. Nhờ thiết kế này mà theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là một trong những chiếc laptop gaming đẹp nhất phân khúc trung cấp. Mặt trên của VX15 thì được gia công theo dạng phay xước giúp hạn chế việc bám vân tay, kết hợp với hai đường cắt vát đỏ nổi bật càng làm tôn lên vẻ hầm hố cho chiếc VX15. Phần mặt đáy là hệ thống vạt tản nhiệt cùng 4 nút đệm cao su để máy bám chắc trên các bề mặt hơn. Và VX15 thì nặng chỉ khoảng 2,49kg. Đối với màn hình 15.6 inch thì đây là một kích thước tương đối đủ để những game thủ cơ động mang theo để có thể trải nghiệm game mọi lúc mọi nơi. Phần bản lề đơn được thiết kế theo một cách đặc biệt với phần ốp che màu trắng xám bằng nhựa giả nhôm với dòng chữ S5VX được khắc chìm đẹp mắt. Mặc dù chỉ là bản lề đơn nhưng mà hoạt động của nó khá là chắc chắn, không bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Acer S5VX15 thì có đầy đủ các cổng kết nối để hỗ trợ tối đa cho các game thủ. Và máy đã được loại bỏ đi những kết nối không cần thiết như là cổng VGA, ổ đĩa quang, mục đích để cho tối ưu kích thước cũng như là trọng lượng của máy. Cạnh trái của máy thì bao gồm jack cắm thanh nghe 3.5, khe thẻ SD, một cổng USB 2.0, cổng nguồn và khóa Kensington. Cạnh phải là sự xuất hiện của cổng Ethernet, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C không hỗ trợ Thunderbolt 3. Acer S5VX15 được trang bị màn hình 15.6 inch với độ phân giải là Full HD, tích hợp tấm nền TN giúp cho máy có chất lượng hiển thị tốt, màu sắc tươi, hình ảnh sắc nét, rất phù hợp cho các tác vụ hàng ngày như là xem phim, giải trí, đặc biệt là các hình ảnh trong game sẽ được thể hiện một cách chuẩn mực và góc nhìn hai bên cũng rất là tốt. Với công nghệ âm thanh True Harmony sử dụng vật liệu cao cấp, như vậy mà S5VX15 có thể tái tạo âm thanh chính xác hơn, dải âm tầng rộng hơn, to hơn và rõ hơn. Thiết kế hai loa thì nó cũng nằm ở mặt trước, giúp cho âm thanh phát ra không bị cản lại và bạn có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn. Bộ bàn phím của VX15 thì có kích thước tiêu chuẩn là 15x15mm với layout quen thuộc của các dòng S5 và đây là các khoảng cách hợp lý. Cụm phím WASD được làm đỏ nổi bật giúp cho các game thủ dễ dàng định vị hơn. Hành trình phím 1.5mm cùng bề mặt chiếu kê tay lớn giúp cho cảm giác gõ tương đối là thoải mái. Máy được trang bị dải đèn LED backlit màu đỏ, mặc dù chỉ có một mức sáng nhưng mà hiệu quả chiếu sáng vẫn rất tốt, ít lọt sáng và không gây chói trong quá trình sử dụng. Touchpad đi kèm nổi bật với phần viền chỉ đỏ bao quanh, hoàn thiện theo dạng ma sát mịn nên là mang lại trải nghiệm chạm vuốt đều rất là thoải mái. Acer S5VX15 thì có nhiều tùy chọn cấu hình, trong đó phiên bản Core i7-7700HQ sẽ có giá khoảng 24 triệu đồng. Và phiên bản mình đang có ở đây thì giá thành phải chăng hơn khoảng 21 triệu đồng vì đã được giảm cấu hình đi là Core i5-7300HQ, RAM 8GB DDR4, 128GB SSD và 1TB HDD. Thuộc dòng laptop chơi game của Acer nên là trải nghiệm chơi game trên VX15 khá là mạnh mẽ và thoải mái, chiến tốt hầu hết các game có mặt trên thị trường. Tuy không phải là game nào cũng ở cài đặt cấu hình cao nhất nhưng mà máy vẫn có khả năng đem đến cho game thủ những trải nghiệm game mượt mà. Ở nhiều thể loại như là MOBA, hành động, FPS luôn trên mức 50 frame trên giây ở thiết đặt cấu hình 2 đối với hầu hết tất cả các game. Là dòng laptop chơi game nhưng mà dung lượng pin 3 cell 4605mAh khiến cho thời lượng sử dụng của S5VX15 không mấy ấn tượng. Thử nghiệm với bài test xem phim Full HD, độ sáng 80%, âm lượng 80% khi sử dụng tai nghe. Cho video phát đi phát lại cho tới khi dung lượng còn lại là 10% thì thời gian này chỉ đạt 2 giờ 9 phút. Tuy nhiên, việc sử dụng pin chỉ nên làm khi mà các bạn ra ngoài chạy các tác vụ cơ bản, còn khi mà chơi game thì nên cắm sạc để có những trải nghiệm về đồ họa tốt nhất. Sở hữu một vẻ đẹp mạnh mẽ, hầm hố nhờ tông đỏ đen chủ đạo, mặc dù vẫn còn một vài nhược điểm với những người dùng thật sự là khó tính, nhưng mà Acer S5VX15 vẫn làm hài lòng những người dùng bởi độ bền trong quá trình sử dụng. Và đó cũng là những thông tin mà mình giới thiệu với các bạn về chiếc Acer S5VX15 này. Nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe FPT Soft Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.